Xin chào mừng tất cả các anh em. Chào mừng anh em quay lại trở lại với kênh Việt Anh Vinh Target. Trước tiên em cảm ơn tất cả các bác đã ủng hộ em trong thời gian qua. Vào buổi chiều hôm nay thì em xin giới thiệu với các bác một cây kính Amor cầu véo bọc vòng của Pháp, sản xuất thập niên 1950. Đây, Amor cầu véo nhá. Sang 140 nhưng mà là 140 bản to cầu rộng, bọc vàng sáng ánh gương. Ở cầu giữa của nó có cái chữ là Amor một chuyện vuông, đó là cái logo của hãng. Đây, kính thì nguyên zin toàn bộ rồi, độ mới con này phải đến 94-95% nhá. Các bác ở Hà Nội có thể qua nhà em, các bác ở tỉnh ở xa em có thể gửi bưu điện đến hoặc gửi ô tô, máy bay, tàu hỏa tùy theo ý thích của các bác, là gửi xe nào mà thuận tiện nhất, nhanh nhất có thể. Các bác đang xem trên kênh Việt Anh Vintage Web thì kính mời các bác có thể là ấn nút đăng ký màu đỏ bên góc dưới màn hình để được cập nhật những video mới nhất và thường xuyên của em. Các bác xem trên video này có thể là nó cái camera của YouTube hay video YouTube bây giờ nó cũng khó nhìn hơn. Các bác có thể yêu cầu em gửi hình ảnh chi tiết hay cùng gồm bao gồm cả video qua Zalo thì hình ảnh ngoài trời nó sẽ chân thực hơn. Đây là cái càn phải nhá, nó có chuyện là 140, nghĩa là sang 140 Amor Prevence, có nghĩa là cây kính là sản xuất tại Pháp. Và sang 140 càng trái của nó có những chuyện con số là 8862 140, đó là cái lô kính sản xuất vào những năm đó. Và đó là cái thứ đó là lô sản xuất kính của năm thập niên 1950 nhá. Còn bây giờ em sẽ đeo lên mặt để các bác có thể thấy được cái vẻ đẹp của kính đó. Và những cái kính này vào những ngày trời nắng nóng của miền Bắc này thì đeo thì rất là mát mắt và dịu mắt. Đấy, em sẽ quay các góc cạnh, các góc độ để các bác có thể quan sát và nhìn thấy được vẻ đẹp của những cây kính. Amor sa mộc vàng hoa thị. Đó, bác có thể nhìn thấy đó. Và những cái này thì bản thân em thôi, em hay thường đội mũ sóng mũi đi cùng với những cái kính như này, Amor cơn hay dây băng dòng kính gì đó. Các bác có thể ấn nút đăng ký màu đỏ bên dưới góc màn hình để được cập nhật những video mới nhất và thường xuyên của em. Bọc vàng sáng ánh gương.